Bị khán giả nữ cưỡng hôn trên sân khấu, Hồ Văn Cường phản ứng ra sao? Mới đây, Hồ Văn Cường đã có một đêm nhạc thành công với những ca khúc rào rạt cảm xúc, nhận được vô vàn sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Thế nhưng đáng chú ý hơn cả, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh Hồ Văn Cường bị một fan nữ cưỡng hôn ngay trên sân khấu, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Cụ thể thì fan nữ này có vẻ là trạc tuổi, khi đang chụp hình lưu niệm thì bất ngờ quay sang hôn lên má Hồ Văn Cường, khiến anh chàng vừa ngượng ngùng vừa giật mình rồi đứng hình mất vài giây. Hành động có phần táo bạo của fan nữ đã khiến khán giả phía dưới hào hứng và gieo hò nồng nhiệt, giúp khuấy động thêm không khí của đêm nhạc. Từ một cậu bé nhút nhát, Hồ Văn Cường giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ dạn dĩ trên sân khấu với tài dẫn dắt khéo léo của mình. Anh cũng bày tỏ sự xấu hổ về vụ việc bị cưỡng hôn trong đêm nhạc.